Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aerod đến từ GrowthV. Tham gia dự án Aerod này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu golem.io cho mình. Vào đây các bạn ăn chia một phâu giải thưởng sẽ là 1 triệu token GrowthV mọi người nhé. Ok, để tham gia dự án thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả trên, sau hoàn thành các nhiệm vụ đây. Follow Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Ở đây mọi người bấm follow kênh Twitter cho mình. Bấm theo dõi, sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người thật like và retweet lại bài đăng này. Rồi tiếp tục quay trở lại Aerod, các bạn tích vào verify. Ok, tiếp tục tweet lại bài tweet này cho mình. Bấm đăng tweet này, sau đó quay trở lại Aerod. Tiếp tục bấm verify. Ok, giao vào kênh Discord cho mình. Vào đây bấm tiếp nhận lời mời cho mình nhé. Sau tích của tôi là con người. Ok, sau đây bấm tích vào đây cho mình. Rồi, quay trở lại Aerod. Tích vào Verify. Tiếp tục các bạn giao vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh cho mình nhé. Ok, sau đó quay trở lại Aerod. Ok. Rồi tiếp tục ở đây địa chỉ ví thì mọi người sẽ tạo ví. Ở đây mọi người cần phải tạo ví Tron. Sau đấy mọi người sẽ nhập username kênh cái địa chỉ ví Tron, mọi người nhớ vào đây cho mình nhé. Mở ví Tron lên. Vào đây mọi người sẽ bấm nhập địa chỉ email của mọi người vào này, sau bấm sign up. Ok, bấm create account. Rồi mọi người sẽ bấm sign up cho mình. Nhập tên của mọi người này. Sau đó nhập username. Nhập địa chỉ email của mọi người vào. Tiếp theo nhập số điện thoại. Ở đây quốc gia nào thì mọi người sẽ chọn quốc gia đó nhé. Ok, mọi người phải nhập như thế này này. Sau đó nhập mật khẩu. Rồi, tích vào đây, tôi đồng ý. Và bấm một sign up cho mình. Ok, mọi người sẽ đồng một lát để loát lên nhé. Rồi. Hình như ở đây nó sẽ có một cái
email gửi về số điện thoại của mọi người thì phải. Ở đây mình sẽ nhập số điện thoại khác chẳng hạn. Rồi. Mình thay số điện thoại mới nhé. Đấy, giờ sẽ nó sẽ có một cái mã code gửi về số điện thoại của mọi người. Sau đấy mọi người, đây mình sẽ có mã code này. Ok, 578391. Bấm verify cho mình. Rồi. Bây giờ để quay lại địa chỉ email mọi người này, nó sẽ có một cái tin nhắn gửi về email của mọi người nhé. Để mọi người verify. Đây, vào đây mọi người thấy này. Có chữ support đó, mọi người sẽ bấm vào đây. Sau đó bấm vào confirm email. Ok, bây giờ mọi người sẽ bấm đăng nhập cho mình nhé. Ở đây nó sẽ có cả app mọi người nhé, mọi người có thể tải app về. Rồi, đợi một lát để cho nó load lại. Đấy, nó có app đấy mọi người nhé. Thì mọi người có thể tải app về. Rồi, ok. Bây giờ mọi người quay trở lại Eros này. Mọi người sẽ nhập username vừa đăng ký trên cái tài khoản này gửi vào đây cho mình nhé. Ở đây nó có chữ này. Mọi người tạo rồi thì mọi người quay trở lại này. Rồi, bấm vào nhập username kênh username lúc nãy mọi người vừa đã đăng ký đấy. Rồi, bấm vào submit. Ok. Và cuối cùng ở dưới này mọi người sẽ có một cái link red để mọi người chia sẻ bạn bè với người thân để tham gia dự án Eros này mọi người nhé. Dự án này dành cho tất cả mọi người tham gia dự án Eros. Cảm ơn tất cả mọi người tham gia. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.